Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nướng cánh gà cay mình ăn. Không biết là cái vị cay này mình ăn có nổi không ha. Thì mình nướng mình ăn thử nha. Đó, bây giờ mình sẽ đổ ra. Mình nướng, wow, chưa gì mở ra nghe cái mùi. À, nó cay, nó nồng lên tới mũi luôn các bạn. Không biết mình ăn có nổi không nữa. Nè, các bạn thấy chưa? Wow. Rồi mình đổ ra đây. Được mấy miếng? Được mấy miếng nè các bạn ơi. Để mình xem. 2, 4, 6, 8, 10, 11 miếng các bạn. Wow. Cay quá. Bây giờ mình sẽ đi nướng cánh gà này nha các bạn. Nhiệt độ để mình nướng cánh gà này thì 450 độ F. Rồi nướng từ 18 cho tới 20 phút. Nhưng mà mình nghĩ chắc là hơn. Mình cộng thêm chừng 3 phút nữa ok ha. Chứ cái này nó đang đông đá đó. Thường mình nướng những đồ đông đá thì mình vượt hơn cái thời gian ở trong này chừng 3 phút là ok. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô trong cái lò nướng nha. Wow. Ok ha, bấm nút đây. Đó các bạn, trong lúc mình đang nướng cánh gà thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị rau quả mình rửa đi để mình ăn chung với cánh gà cay nha các bạn. Đó, mình ăn chung với cà rốt này rất là giòn và ngọt. Còn cái này á, là dưa leo. Đó, dưa leo này ngon lắm ha, chút xíu mình chẻo làm 4 làm 5 ra ăn ha. Còn ớt này không biết ăn có cay không nữa, mình thấy ở ngoài chợ bán rất là ngon cho nên mình mua ăn thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa tất cả những cái rau quả này, chuẩn bị mình ăn thôi. Cà rốt với ớt với dưa leo mình đã chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Đó. Các bạn thì mình chuẩn bị thêm mấy trái cà chua ở ngoài vườn mình nè. Đó, cà chua đen, cà chua đỏ ha. Rồi chuẩn bị thêm mấy trái ớt nữa để chút xíu mình so sánh trái ớt này với là cái cánh gà đó nó cay cỡ nào nha. Ớt này là cũng đã cay rồi đó. Mình so sánh hai bên coi cái nào cay nhất. Mình cũng thuộc dạng thích ăn cay nhưng mà cay quá thì mình cũng không chịu nổi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ xem cánh gà bây giờ như thế nào rồi nha. Wow, nó đang nóng, nóng hổi luôn các bạn. Đó, bây giờ như vậy là đã chín. Chín thì chín rồi đó ha. Chắc giòn lắm rồi đó, nhìn kìa. Nghe nó kêu rạc 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 rạc. Nó chảy mỡ rồi đó. Nhìn hấp dẫn quá ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra. Wow, coi chừng chín quá ha. Nó dính luôn rồi nè các bạn. Đó, gấp hết ra ha. Gai thiệt gai. Nồng luôn các bạn. Ăn có nổi không đây? Mấy đứa con mình chắc nó không có dám nếm thử đâu các bạn. Nghe cay là bỏ chạy hết rồi. Đó, sắp ra hết rồi ha. Cánh gà mới nướng xong ha. Bây giờ bưng dĩa rau với dĩa cánh gà đi ra bàn ngồi ăn thôi các bạn ơi. Xin chào các bạn và các em nhỏ. Đã nướng xong món cánh gà cay rồi, bây giờ đem ra bàn ăn. Lần đầu tiên mình mới thử cánh gà cay ở trong cái bịch mà người ta bán trong đông đá ở Mỹ nha các bạn. Lúc trước mình thấy thôi, mình chưa bao giờ ăn hết. Mình toàn làm cay để mình ăn thôi, chứ mình chưa có mua ở ngoài chợ mình ăn bao giờ. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Xin mời các bạn. Rồi, để mình ăn nha. Wow, vị rất là mặn mà, cay. Cay hơn ớt Việt Nam các bạn. Đúng là cánh gà cay mà. Nó cay nồng lên, nó cay thiệt là cay á, không có cay nhẹ như ớt đâu. Đây là trái ớt của mình nè. Ớt mình mua ngoài chợ ớt tươi cũng thuộc dạng cay rồi đó. Để mình ăn thử xem sao. Ớt tươi mà cay thì mình ăn được. Cái vị cay này nó cay quá ha. Ăn với ớt tươi ngon đây các bạn. Wow. Lấy độc trị độc các bạn. Vừa ớt vừa cánh gà cay. Bây giờ hai cái cay này nó đấu nhau các bạn. Nó trộn, nó chạy vòng vòng ở trong lưỡi. Mình không biết cái độ cay nó nằm chỗ nào nữa. Wow, nó cay quá. Phải ăn cho hết cái ớt. Ok. Cay ngon. Ăn chập quen, không có cay lắm. Ăn được các bạn.
Hay là mình cắn cái ớt nó vô rồi nó cay, giờ mình không thấy cái cánh gà nó cay nữa. Rất là ngon. Đó, các bạn mình thử cánh gà với trái ớt này, xem trái ớt này nó ngọt hay là nó cay hay là nó ngon như thế nào. Mình thấy bán ở ngoài chợ, bây giờ mình mới ăn thử nha. Đó, thử xem sao. Nè, chắc chắn với cái nước sốt này cho nó ngon ha. Nước sốt này, nước sốt chấm rau củ đó. Bữa hôm mình có chấm ớt chuông đó, bây giờ mình đổ ra, mình chấm thử cái ớt này. Nó ngon như thế nào. Cái này là hợp nhất với cà rốt nè các bạn. Đó, chấm với cà rốt là hết sảy ha. Sốt rau củ này chấm rau củ nào cũng hợp đấy. Bây giờ ăn thử cho ớt này thử ngon như thế nào. Nó ngọt các bạn, nhưng mà cái vỏ nó hơi dai ha, ngọt ngọt hơn ớt chuông nữa, cái vị hăng của nó rất là ít. Rất là ngon. Có hộp không? Không ngờ ớt này nó lại ngon thiệt á. Với cánh gà ha. Cái này là cái cánh gà phần trên của gần cái nách của con gà đó, còn cái phần dưới thì nó nhỏ hơn. Mình ăn chung. Chấm thử với sốt này. Cánh gà cay ăn với cái ớt này ngon, hấp dẫn, ngọt mà giòn. Ăn thấy ngon lắm các bạn. Chắc mình mua ớt này về mình cho ông xã mình ăn thử ha. Chắc là ngon. Nguyên nhà mình không có ai ăn cay được hết, có con gái lớn của mình á biết ăn cay chút chút thôi, còn ông xã mình mà đưa trái ớt này chắc ông cay cay lắm mà ông dám ăn. Nó ngọt rất là ngon các bạn ơi. Mình không biết cái tên loại ớt này là gì. Khát nước các bạn, cánh gà người ta làm hơi mặn. Uống ly nước ngọt ha. Nước ngọt ở đây rất là nhiều ga. Này là Pepsi, đổ thêm tí nữa. Nhiều ga quá chừng. Mình sẽ ăn tiếp cánh gà. Ăn chậm sao không thấy cay gì nữa ha. Mới nãy mình đổ ra mình nướng đó, nó rất là nồng, mình sợ nó cay quá mình ăn không được. Mà ăn ok. Cà chua đen này các bạn. Cánh gà cay ăn với cà chua đen cũng hợp luôn.
Mấy ngày hôm nay á, không ra vườn được các bạn, mưa tầm mưa tã. Ban ngày thì mưa, còn ban đêm á thì lạnh. Sáng sớm ra thì thấy giống như là sương muối mà bằng đá đó các bạn, đóng một lớp mỏng. Nếu mà đóng dày chút xíu là rau lá cây cỏ gì nó bị dập bị úa, chịu không nổi lắm. Thường cuối tháng 10 là coi như vườn tự ở tiểu bang này không còn nữa. Sắp tới Halloween rồi các bạn. Halloween này không biết mình có đi xin kẹo không ha. Chắc đi quay người ta trồng bí, mấy cái trái bí bự như thế này nè, để cho các bạn xem. Có ớt nè, ăn còn giòn còn ngon, hương ớt chuông rất là nhiều các bạn. Để mình ra chợ mình xem cái giống ớt này là ớt gì để sang năm á mình mua giống về mình trồng, hái vô ăn tuyệt vời, mình trồng càng tuyệt vời hơn nữa. Quá ngon. Cánh gà người ta làm khá là ngon các bạn. Các bạn nào ở Mỹ thì chưa ăn cánh gà này thì mua ăn thử nha các bạn, rất là ngon. Cái mùi vị của nó rất là hợp với vị của người Việt Nam mình. Làm mặn mà cay cay cũng không có đến nỗi ha. Đến nỗi cay lắm. Mình biết làm cánh gà này nè các bạn. Lúc trước mình làm còn cay hơn người ta nữa. Wow, quá ngon. Ăn thử miếng cà rốt. Ăn thêm miếng cà rốt ha. Cà rốt này ăn tốt lắm nha các bạn. Ăn đẹp da đó. Cánh gà với cái bánh tráng này cũng ngon nè các bạn. Cái bánh tráng này là cái bánh bắp của người Mexico đó các bạn. Mình có thể lấy cái trái mà giống như trái thù lù đó, trái tomatillo, cái trái đó mình làm sốt lên ha. Mình nướng sơ lên rồi mình trộn gia vị vô rồi hành rồi ngò rồi này kia, xong mình xay ra các bạn, xay cái trái nó hơi dập dập ra, xong mình bẻ, mình xúc với cái trái thù lù ăn rất là tuyệt vời. Mình ăn một lần rồi mình nhớ hoài luôn các bạn. Bữa nào mình sẽ làm ăn thử. Rất là ngon. Người ta làm bằng bắp mà nó giòn, có gia vị nữa. Wow, hôm nay ăn quá ngon. Cánh gà có dưa leo đây nữa nè, cắn thử miếng dưa leo ha. Nãy mình ăn trái ớt chín nè, giờ ăn thử trái ớt xanh xem cái vị nó có khác nhau không. Chấm với tương cà chua thử xem sao đây. Wow, chấm thử nha. Xin mời các bạn ăn thử. Quá ngon luôn.
giòn, ngọt, không có vị hăng các bạn. Ớt này ớt gì mà hay thiệt á, chắc trồng cả vườn ăn quá. Cái hộp nó ở trong này các bạn, đó các bạn thấy cái hộp nó ở trong chưa, cái hộp đó nè, biết các bạn có thấy không nữa, quá ngon. Chấm với tương cà chua hay là chấm với cái sốt rau củ này cũng hợp hết các bạn. Loại ớt này quá ngon luôn á. Mình ăn cánh gà tới đó thôi nha các bạn. Ăn hết cái ớt này. Biết lấy hột trồng được không nữa. Này các bạn. Wow, quá chừng là hột ha. À, không biết cái hột này trồng được không nữa. Ớt này có đủ trưởng thành để mình lấy hạt kia ta. Lấy thử ha. Để mình trồng được. Cái hộp nó còn non lắm, không thể trồng được, chỉ ăn thôi. Quá ngon. Bây giờ mùa đông sắp tới. Bây giờ sắp tới mùa lạnh đó các bạn. Khoảng 3-4 giờ chiều, 4 giờ chiều, khoảng 4 giờ hơn là mình thấy trời nó mờ mờ rồi. Khoảng 5 giờ chiều là tối rồi đó các bạn. Còn ngày thường thì mùa hè thì 7-8 giờ còn sáng ha. Hôm nay là tối thứ 6 ở bên Việt Nam, không biết sáng thứ 6, à bên Việt Nam sáng thứ 7 đó các bạn. Hôm nay mình ăn thử cánh gà tới đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.